Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, đây là một cây sung. Nó đã có quả đấy các bạn. Đây. Cây sung này nó cao, các bạn nhìn đây. Nếu mà lấy cái tay của tôi mà đo thì đây, nó được chừng này. Và tôi trồng cây này từ hạt. Đích thân tôi trồng này các bạn. Nó đã ra quả. Và cây này tuổi của nó thì khoảng 3 năm nó đã ra trái, cây trồng từ hạt khoảng 3 năm có trái. Bây giờ các bạn hãy xem qua cái cây này quả đấy các bạn. Và ở cái cây này các bạn miễn cho mình cái phần bàn luận xấu đẹp cây này các bạn nhé. Cây này đang tạo dựng nên là không nói vấn đề xấu đẹp nữa. Đây, quả đây. Và nó ra rất nhiều. Bây giờ nó đã rụng bớt rồi. Đây các bạn thấy các cái ú này này. Đấy, đây là cái ú quả đây. Đấy, và đây là quả đây. Đây. Đó. Đấy. Đây các bạn. Rồi. Và sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách để trồng cây sung từ hạt nhanh có quả. Theo lẽ thông thường thì cây sung chúng ta trồng từ hạt rất lâu có quả. Nó phải tầm 6 năm trở lên. Tuy nhiên với cách trồng của tôi thì chúng ta đã rút ngắn được một nửa thời gian. Đầu tiên là công đoạn chúng ta lựa cây để chúng ta trồng. Chúng ta muốn cây sung nhanh có quả thì việc đầu tiên chúng ta tìm cái cây sung mẹ, cái cây nào nó nhiều quả và chúng ta lấy quả chín. Theo kinh nghiệm của tôi thì những cây sung nào mà cái cuống lá này này nó màu đỏ đậm, nó càng đỏ đậm càng tốt. Đây đây các bạn, có thể là các bạn không nhìn rõ vì cái ánh sáng bây giờ nó không được chuẩn đâu. Các bạn cứ thấy cái cây nào cuống lá này này nó đỏ đậm thì nó nhanh có quả. Đây là một đặc điểm. Thế cuống lá xanh thì sao? Cuống lá xanh thì nó vẫn có quả, nhưng mà kinh nghiệm của tôi thấy thì cái cây nào mà cuống lá đỏ đậm là nhanh có quả này. Và mình lấy cái quả chín của cái cây đó, hoặc là mình đến gốc cây đó mà có những cái cây mọc. Và các bạn chú ý là không nên lấy cây sung bờ sông để cho chúng ta trồng các bạn nhé. Nó sẽ rất lâu có quả. Còn lý do vì sao thì cái này tôi cũng chưa nghiên cứu nên là cũng không dám nói bừa với các bạn được. Và một cái kinh nghiệm nữa là nếu các bạn mà đi ở các cái bờ tường cũ, bờ tường vôi á, mà các bạn gặp những cây sung mọc trên bờ tường, các bạn lấy về trồng thì thời gian ra quả của nó sẽ nhanh hơn so với những cây ở bờ sông. Thế còn ở vườn thì sao? Ở vườn nếu chúng ta lấy một cái quả sung của một cái cây mà mình đã chọn, tức là cái cây nó nhiều quả và thuộc vào dạng cuống lá đỏ này, các bạn gieo ra vườn thì sau này mình lấy cái hạt này mình lấy cái cây này mình trồng thì cũng được. Ban đầu chúng ta đi tìm cái sung như thế này. Đây là cái sung hạt. Và lá có vẻ nó hơi khô cằn. Đây, cuống lá đây. Thì bây giờ thời tiết nó tối nên là nhìn cuống lá có khi là cũng không được chuẩn đâu các bạn. Đây, màu cuống lá đậm. Và lúc đầu các bạn nên trồng vào một cái túi bầu như thế này. Đối với cái sung này nó cũng hơi cầu kỳ các bạn. Và thành phần chất trồng trong này thì mình có thể dùng đất nung xỉ than, không dùng đất vườn. Và các bạn trộn 50% phân trùng mục, tức là 50% xỉ than và 50% phân chuồng. Và cái túi này phải đảm bảo là nó có lỗ thủng nhiều. Chúng ta trồng một thời gian và chúng ta tưới tắm bình thường. Thế các bạn bảo là cái cây nó dài ngoằng như vậy thì trồng nó ra cái trò gì? Thì chúng ta thấy lên khoảng độ 10 phân, hơn 10 phân thì chúng ta cắt ngọn. Đây các bạn. Khi các bạn cắt cái ngọn này đi thì nó sẽ bật cái chồi tiếp theo. Và cái chồi này thì bây giờ mình đang nuôi nên mình chưa cần cắt lắm, xong thời gian thì mình sẽ cắt tiếp đây để cho nó bật nhiều cành lên để mình tạo nhánh. Bây giờ tạm thời nó đang yếu thì mình cũng chưa cần phải cắt nhiều. Với lại đến mùa xuân thì mình cắt, thế mình nuôi một thời gian như thế này. Rồi, sau một thời gian mình nuôi thì cái cây nó đã to bằng chừng này. Tức là nó bằng tầm cái đây. Nó gần bằng ngón tay út. Cái gốc bằng ngón tay út được các bạn. Đây. Bây giờ mình cũng không cần phải chính xác lắm đâu. Thì bắt đầu mình đưa vào một cái chậu xốp như thế này. Nếu không có chậu xốp thì các bạn có thể dùng cái chậu gì đó cũng được. Nhưng mà các bạn nên dùng chậu mỏng nhá. Đừng dùng chậu sâu. Chậu mỏng này mục đích là để cho nắng nó nóng cái chậu này. Nó nóng thì nó làm cho cây này nhanh già. Và chất trồng thì chúng ta cũng dùng xỉ than và phân chuồng 50-50. Và các bạn nên dùng mấy cái que chúng ta buộc để cho cái cây này nó gió nó lắc lư nó không bị lốc. À, cái phần ngọn thì sao? Phần ngọn lên thì khi nó lên rồi chúng ta cũng cắt.
cắt ngọn sau nó phá cành chúng ta lại cắt tiếp. Ví dụ cây này là bây giờ bấm ngọn được rồi nè, mình bấm tiếp để cho nó ra cành cấp 3, cấp 4 này. Đây, mình ngắt hết ngọn đi. Và các bạn đừng cắt lá nhá. Lúc này là nó đang yếu, đừng cắt lá. Cứ cắt ngọn như thế này thôi. Mình bấm bấm nhiều lần thì nó sẽ ra được nhiều chi răm nhánh đây. Và mình cứ nuôi như vậy. Tiếp theo là cái cành gần gốc đây này. Các bạn đừng cắt, các cái cành đừng cắt, các bạn cứ để nuôi dài ra. Nuôi dài để cho nó phát triển, nó nở cái gốc này. Và cũng chỉ có xỉ than phân chuồng thôi. Cái thời gian nào các bạn thấy nắng nhiều thì các bạn tưới nước chăm sóc. Còn thời gian nào mà mưa nhiều thì các bạn tốt nhất đừng tưới. Và nó sẽ phát triển. Còn cái phần đáy đây này, nó có thể là nó mọc những cái rễ ra ngoài, nó đâm ra ngoài thì kệ nó thôi, không quan trọng. Đây, cái lỗ thoát nước các bạn thấy đây, nó rất là to. Thì mình cứ trồng như thế này, sau khi mà cái cây này nó to lên bằng ngón tay cái của chúng ta, to hơn nữa thì mình lại đưa cái chậu lớn hơn. Và mình cứ như vậy thì cái cây này nó sẽ nằm trong cái điều kiện bị thiếu dinh dưỡng, không biết là nó thế nào. Cái cây này nó cứ sống trong cái điều kiện như vậy và nó lớn dần lớn dần thì nó nhanh có quả. Còn bây giờ giải thích vì sao nó nhanh có quả thì cái này tôi cũng không phải nhà khoa học nghiên cứu nên là mình cũng không giải thích được. Mình cũng chỉ thấy kinh nghiệm mình trồng như vậy thôi. Tiếp theo, khi cái cây nó lớn nữa thì bắt đầu chúng ta tạo dáng. Trong quá trình phát triển thì chúng ta cũng phải kết hợp đưa dây và chúng ta uốn và chúng ta tạo hình. Thì phần tạo hình thì cũng không phải chủ đề của phần này. Tuy nhiên là tôi cũng muốn nói để các bạn biết là cái cây này mình cũng cứ phải cho nó lớn dần. Và đến giai đoạn nó lớn như thế này rồi, cái phần tay chân nó tương đối đẹp rồi thì bắt đầu chúng ta trồng sang cái giai đoạn mình xỉ than không. Không có phân nữa các bạn ạ. Cho nó hít khí trời nó sống nữa. Uống nước hít khí trời. Lúc này là không có dinh dưỡng nữa nha. Các bạn cắt dinh dưỡng. Đây, không có phân nữa. Thì cái cây lúc này nó cũng to bằng to ngón tay cái chút. Đây, các bạn thấy đây. Thì lúc này mình chơi cái cây tầm này thì bắt đầu mình đưa giai đoạn là ép cho nó khô cằn, không có dinh dưỡng. Và từ cái lúc mà nó không có dinh dưỡng thì nó đói ăn và nó già sớm trước tuổi. Và đến khi nó to hơn một chút như thế này. À, cây này thì trong quá trình làm cũng căn bản là mình đưa nó mọc, mình chăm cũng không được kỹ lắm nên là cái cành nó lom nhom. Thì bây giờ mình lại tiếp tục được cành gốc. Và sau một thời gian đến đây, đây các bạn, đây là xỉ than đây, xỉ than mình trồng đây. Thì đây có vài cái cục cái quả nó rơi, nó rớt rồi. Sau một thời gian nó ăn xỉ than không, nó không có phân bón gì cả. Thì thỉnh thoảng mà nó yếu quá thì tôi tưới cho nó ít NPK thôi chứ cũng không có phân chuồng nữa. Nhưng mà tưới thì tưới loãng các bạn nha, các bạn đừng có tham tưới nhiều. Và nếu mà lá mà mình thấy xanh như thế này, xanh đậm như thế này thì cây đã đạt yêu cầu. Và khi mình nuôi cây ở trong cái điều kiện xỉ than không thế này thì lá nó lên nó nhỏ, đây những cái lá gốc của nó gần gốc nó to này đây. Nhưng mà đối với những cái lá ở trên này nó rất nhỏ các bạn ạ. Chắc là do nó cũng thiếu ăn thì nó nhỏ đây. Đây các bạn xem này. Đây, đó. Để nó nhỏ như này đây. Thì khi trồng xỉ than này nó có tác dụng là làm cho cây nhanh già và nó còn có tác dụng là làm cho lá nhỏ và nhanh ra trái. Còn một vấn đề nữa là cây trồng từ hạt thì có cái ích gì mà mình lại trồng từ hạt, mình không chặt cái cành dâm cho nó nhanh. Dâm cành thì cũng nhanh là đúng rồi. Chết cũng vậy. Cây trồng từ hạt nó có một cái đặc điểm rất hay, đó chính là cái bộ đế của nó, cái bộ rễ các bạn. Nó nở rất đẹp. Và cái phần đáy của cái cây nó kín, nó không có cái vết thương của cái chặt cành. Nên là cây này nó sẽ rất bền với thời gian. Tôi khẳng định với các bạn nó cực kỳ bền, sống khỏe, sống dai và có thể sống 10 năm, 20 năm trên chậu là bình thường. Thì đấy là một số cái chia sẻ của tôi về cái cây sung trồng từ hạt nhanh có quả. Bạn nào mà thích trồng thì có thể trồng từ bây giờ. Chúc tất cả quý vị và các bạn thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.